Mày coi clip của Mát này chưa? Rồi sao? Cái gì vậy? Mày làm mày phát lòng à? Hashira Bacho này là nơi ở của thằng một chùm xã hội đen Mát này nè. Đó, có clip mấy cái bà. Ui, súng kìa bé ơi, lụm lẹ trước khi nó quỷ dị tụi mình. Cầu thang có không? Tao biết mà, đủ má kiểu gì lồn được ra canh xe. Tao tính ra canh xe bị lồn. Thôi lụm súng chứ. Tầng 2 cờ liên là bay. Ê, không có nhỏ không? Ê, yếu rồi. Một viên SG là tích. Cái lồn má nó bắn gì vô đầu mình chứ. Ôi, men đau, men đau, cứu men đau. Cú tích. Đụng đi, đụng đi tao được mẹ. Đây, 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 bò vô đây, bò sau lưng tao tích. Đi rồi. Con thằng đầu sư tử. Nè, đầu sư tử chết nè. Đầu sư tử là tao mà. Đầu sư tử hồi bên nhỏ kìa. Gọi đồ ăn kìa. Cái lồng. Đâu đâu đi sao đâu? Có anh xấu mà gọi không mà trả lời đúng mày. Ăn lẩu nguyệt đi. Nguyệt lồng đây. Là má nó ghi trong đây là ốc anh quá mày. Code để giảm tiền. Xong rồi đồ má nhập code vô nó kêu quán này đéo. Đéo cho nhập code. Đéo dùng code này được. Cái này không cho dùng code đi mẹ quá khó chịu quá. Lỡ đi không có mấy thằng. Gần có người, Phải không? Mới nghe tiếng đập cửa. Ừ, mới nghe tiếng đập cửa sổ. Đập cửa sổ rồi, xa lắm. Ơ, à, chạy tới nè, chạy tới ơi. Cửa. Nóc nè. Đúng rồi. Ôi, còn confirm luôn hả? Gắt vậy? Thật là gắt. Cho nó có hy vọng chứ mày. Cái lồn gì vậy? Lồn nó tính vô đây chiếm lại cái dành cái nước của mình á. Ơ, đụ má quên mất cái cốc này ta. Vending machine. Trời. Sao quá. Đây, thủ chỗ này đi. Kiếm máy đây. Có nước không? Đang farm nè. Mình kiếm xe đây. Ở đây bỏ đi, bỏ gần đi bỏ. Ôi, chúng xem số. Ôi, mười chai. Ôi. Mười chai. Chia. Mười chai. Ôi, đủ mấy chúng thưởng lớn quá. Ôi, donate. Né 18T ở đâu ra 18T thế? Tại anh cũng ở SG nhé. Nên có dịp gặp thì cho con bé một tấm ảnh nha. Ok anh ơi, cảm ơn anh nhiều nha. Em giờ em ở Biên Hòa, lâu lâu em mới lên Sài Gòn. Nhưng mà có dịp em lên em sẽ thông báo cho. 18 tuổi sẽ có sim mình. Tôi sẽ sim mình dành cho bé gái 18 tuổi nha. Ôi, tao thấy nó này nè, nhưng mà lộn á, lộn dữ quá. Đang chạy lên máy rồi. Bỏ đi. Đi bè. Cặp tao qua cầu cho mẹ. Ôi, đụng dữ rồi, lên. Không, vậy. Tao thấy nó này. Nóc rồi. Sao xe. Hiếp dâm lộn. Hiếp dâm ná. Để thấy nha, rồi trong nhà bắn ra tiếp nè. Rồi anh bên này ơi. Đây, ủa hình như nếu ở trong nhà to nữa rồi mày. Nhà to. Thấy nè. Cái đồ bụi vậy. Nó có cái bàn vô đó, tích đủ bắn được rồi. Ờ, cái trời ừ. Nóc rồi nè, nóc. Kia chuẩn bị chạy qua bắn. Để cửa sổ. Bơm qua. Điệt mà mày thả thiêu. Ồ, đẹp mà mày phải hợp hợp lý nha. Mà mày pro nha. Cầu thang chỗ nào vậy? Đây. This way, my friend. Go up here, and then we go up here. And then we turn... What? Ủa, đủ mắt phải hướng này chứ ta. Bừa xây mắt cha 5.000, khi mắt cha 5.000 là 10.000. Nào, trẻ con
hay là gì đâu. Ở đây mình có gọi là chửi bậy, nó có nghệ thuật hết rồi. Mặc dù chửi bậy nhưng mà nó có gọi là phong cách hết, nó sẽ không kiểu tha hóa giới trẻ đâu. Các bạn hiểu không? Chứ mình cũng đéo hiểu mình đang nói gì nè. Mấy ngày thức khuya nhiều quá bị ho à. Với lại nghẹt mũi nữa. Hào sống, hào sống ăn sao cần đánh răng. Tôm sú hấp nước dừa. Hào ăn nó tôm bị gì đâu. Sâu nè. Đấy, ê, coi được hôm nay luôn nè, giảm 30% mà phải lột thiệt. Bé ăn hào sữa ông thọ chưa? Vãi cả lồn. Ngon, ngon vãi liền luôn ấy. Ôi bữa tao mới được thử. Hai thứ không ai nghĩ tới kết hợp với nhau. Từ đã đồ. Van là cái xe này đúng không mày? Van. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, chiếc đó. Ừ van là chiếc đó. Ôi nhìn lướt qua thấy là ta. Hôm nào mình review hào sữa ông thọ các bạn thử. Ngon vãi lồn luôn. Má bảo vệ tao nha, tao đang làm nhiệm vụ. Kiểu con hào sữa nó hơi kiểu sống xong rồi sữa ông thọ ngọt ngọt bé béo. Ghê vậy. Đâu ghê. Thì mày hào sữa ông thọ mày ăn được mà, ăn được đâu. Thì đúng là nghe ỉa chảy thiệt nhưng mà ăn vô ngon lắm. Và thật sự nếu bị ỉa chảy. Nhưng mà ỉa chảy đúng không? Ỉa chảy là do hầu chứ phải do sữa ông thọ đâu. Do hầu dở đó. Cái hầu đéo tươi đấy. Nhưng mà vẫn bị ỉa chảy đúng không? Ôi. Bánh canh hẹ. Không, mình phát hiện một điều đó là cái món đéo thì cũng ăn với sữa ông thọ được á. Tè luôn, nhiều khi mình đéo tè hiểu được. Nhiều khi mình đéo tè hiểu được. Sức mạnh nè mày. Phi lý rồi. Mày làm nhiệm vụ bao lâu đó vậy? 1000m, 1000km. À một đéo biết nữa. 1000 gì nhỉ? Để tính toán coi. 1000 chắc 1000m à. Một vòng này là khoảng súp măng tây cho là 30. Súp cua 20m đi, mày phải đi khoảng cua xé 50 vòng à. 500 vòng à. Cá cạo hấp. 500 vòng đấy. À giờ đi tới chuyện là tao chết thôi. Đây làm lộn gì ấy? Gà chiên sữa ông thọ. Ghẹ sữa ông thọ, mì cay sữa ông thọ. Ôi. Mì cay sữa ông thọ. Tao có nên làm thử thách để mà ăn tất cả các món cùng với sữa ông thọ không ta? Để mày nghe hay vậy. Ôi để mày nghe hay mày, sao tao nghe hay hay vậy? Mai lên, mai suy nghĩ coi ăn cái món gì vậy? Ăn tất cả các món với sữa ông thọ. Không, đừng có làm món này, làm vậy là ăn ăn sữa ông thọ với tất cả các món. Ờ, thì các bạn hay hơn ấy. Kịch tuyên vô cực vậy rồi. Đồ ăn nó cũng là đồ ăn thôi, ăn vô sao mà đau gà bụng nướng, được. Gà nướng, sư bản hành. Sữa ông thọ nó cũng là sữa thôi. Chỉ cần Google những món nào không được ăn chung với sữa là được. Sợ à, mình chết à. Đó hả mày. Chứ làm sai người ta bắt trước xong rồi người ta kêu ôi thằng lồn mày đẹp bằng. Chỉ ăn đi. Chỉ ăn cam với uống sữa nè đẹp bằng. Hại con cháu nhà lành. Chị ăn chế. Ly bằng sữa ông thọ. Trời đúng là 22 giờ đóng cửa rồi, chỉ còn 7 phút để đặt thôi. Nghe nó nhấp nháp vậy. Nghe nó dính dính chứ. Tổ nguyên này mẹ lon sữa ông thọ lên mẹ ly á xong rồi. Mẹ mày dính quá luôn. Bắn vào. Ngày Tết cũng mặn lắm các bạn dẫn qua. Nhìn Tết thì thôi chứ thì tối nào chắc cũng à, là không, Tết mặn mà có lý do hết. Tối nào cũng ăn kèm. Ăn thiết bị kèm những món gì đó. À mình sẽ làm 5 cấp độ. Đúng rồi. Km là một ô đó. 5 cấp độ. 1500. 1500 là ô rưỡi. 5 cấp độ ăn sữa ông thọ. Kiểu mỗi cấp sẽ tăng lên một độ. Kinh dị. Ôi. Tụi tao hãy ác xây cái đó. For Manity. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy.
Ôi đủ tính xung phao mày. Ôi Snack còn có được 12 team mà, và 2 team này bắn nhau rồi đó luôn. Ờ, người ta mới thấy thằng đúng không nhỉ? Cho mày đi lên 7. Từ từ, tụi nó ngoài bó mà ăn lắm. Để biết sao có bắn trúng, người ta để thấy bạn người ta bay nữa. À, thằng nào bắn Snack ấy. À, thấy rồi, kệ mày rồi nè. À, lộn đi rồi. Nóc rồi nè. Chết bò chưa? Mày giết Snack. Rút chốt đi. Cái sao rút chốt mày? Ở à, hàng bên này, còn hàng bên này, còn bên này. Phải không ta? Còn hàng bên này, tao nhớ có một thằng chạy thoát được tao, tao đéo giết được. Mấy nhà đứng. Đây, đang đi đây. Đang đi đây my friend. Đang đi đây my friend. Kìa. Phải nó không? Kìa. Lấy nó. Mấy nhà đi đâu luôn. Ôi. Ôi phải lồn trong đây. Đây có xe. À, có chiếc buggy để mà qua không đá được. Buggy sau lưng, nhà đá. Đâu? Mày để đâu? Đây. Đây. Lồn để buggy ngu vậy sao mà lấy? Cái lồn mé. Tốn thời gian quá. Đeo được Snack ơi, Snack ơi, chỉ bất kỳ của là quá, đủ ma, mặc hết, mặc hết, nó bắn tao đâu, ở tao lâu đeo bắn tao luôn, a, giúp mình, địch con mẹ mày, trời ơi, địch mẹ luôn, sao lâu nó nhét vô được hay vậy trời. Gì? Đủ mày quăng smoke chạy ra là sống rồi. Mày ý tưởng đúng là đen tối mà luôn.